Xin chào tất cả anh em nha. Nay bố anh em mình đi đầu hang Bát Rắn bên thuộc xã Lý Hoàng của Tân Phú Đông, Tiền Giang. Hôm nay là ngày 29 âm lịch nha bạn. Đây là kết thúc ngày đầu hang cuối năm. Giờ chừng nào có Giang đem xem cái dấu rắn. Để chừng nào cận cảnh mình quay cho các bạn xem nha. Lại còn ngon. Lắm đó. Còn cái trường một tiếng. Thôi. Dạ anh. Dạ anh cho mọi người. Đây xuống rồi. Đâu đâu. Cho nó chạy ra luôn. Rồi chạy ra luôn xuống ơi. Cho nó nhỏ gì vậy? Con bự nhỏ gì? Nó hết trơn. Ở đây, nó cho mày. Con có nó rồi, con đây nè. Ê, con đầu tiên nha các bạn.
Trời ơi, quá chính xác rồi. Rồi bắt nó luôn. Con bự với nhỏ gì đâu nhỏ. Trời ơi. À, con đầu tiên nha các bạn. Nè, à, coi cho anh em coi kỹ đây nha. Thấy chưa? Nè, thấy chưa? Đó. Nè, sạch sẽ, rất là sạch sẽ các bạn. Nè, coi. Khoa cầm cái Khoa. À, con đầu tiên. À, khai trường. Con này ký không anh? Nó dữ quá ha. Con này dữ à? Rừng mà. Hả? Rừng lúc nào cũng vậy. Rừng hả? Ừ. Khoa. Thì ghê quá ghê. Ồ. Rồi nó cắn này cho. Hả? Cái này được cái. Cái hả? Cái sọc này. Nó cạo. Dạ. Trời ơi. Gỡ ra. Đi ra đi ra. Trời ơi. Ôi nó cắn ngay trong lưng luôn rồi ơi. Chảy máu luôn không? Rồi máu luôn. Trời ơi. Trời ơi. Sao luồn ở dưới? Vô đi. Rồi bây giờ đi. Ngắm. Trời ơi. À, trình quá đẹp các bạn ơi. Đầu tiên các bạn gió mới luôn nè. Đây, chính đó. Khoa là mới thưởng thức một lần. Lần được thấy bắt rắn lần đầu tiên. Sao ba lần đi? Khoa có cảm nghĩ sao hết coi. Quá ghê rồi. Sướng ngon ngon. Chào đời hôm nay hả? Còn nữa còn nữa. Mới mở đầu các bạn. Mới đầu hai hang rồi đã có một con rồi. Có xuất sắc các bạn ơi. Nằm xuống rồi. Giống à. Nào quá giống cái này anh. Cô giấu để đem mồi này cho cô nó có được thầm rồi. Thầm rồi. Tăng đi rồi đen tăng. Của em quá. Không đi thôi gọi gì. Nghe nè. Ờ anh tao điện chưa tí nữa rồi thầy về đi. Nghĩ đâu anh em mà kêu đem đèn pin hoài nay mới đem theo. Gì vậy? Nó nằm rồi. Nè.
Nó nè nè. Đâu? Nè. Nè. Thấy không? Con gì vậy? Nè nè, con gì sư phụ? Hổ. Hổ hả? Hổ hả? Thôi con quay ra đây. Thấy không? Ủa, nó nằm một cục xuống trống luôn rồi. Rồi nó mới đầu mới dao vô nó nằm trống rồi. Quằn tay mà. Đây vậy. Nó giấu bên đây mà sao nằm bên đây ta? Giấu bên bản mà anh. Ừ. Con này nó đi ăn quằn cưa. Nó đi ăn nè. Đèn đi ra đi cho thấy. Quá bự à. Con này chắc là kia thì hai ba. Ôi trời ơi. Rồi. Rồi. Nó ngăn. Lấy 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 cái gì nào vậy? Một con nha bạn. Thiệt quỳ quá. Con này cũng được. Được hả? Đưa thằng Vy ra ngay, Vy nấu. Cùng à? Cùng à? Để xuống một cái hàng này mình lấy giấu. Thank you.
Đen nha các bạn. Này sắp chị á anh. Trời nè, mới tình luôn nữa thấy không đó nè, được lắm, được không? Được nha, khi nó lọt trong đây ha, định đi kêu cà phê nó ghé, nó ghé mua không sẽ đen cái bộ rồi, nó chắc đen phút dễ chỉ là bốn ly mà điện không được. Qua đây quay nè, qua đây nè, ăn sao quay hết.
giờ cái hang nó sâu khoảng vô khoảng 2 mét, hơn 2 mét, khoảng ngay chỗ này các bạn. Giang đang đào cái này đang chặn ngách đó, sâu quá sâu. Giang dự đoán là cái hang này có ráng phong an khoảng 70%. Nào mà anh em nào muốn dự đoán thì anh em hãy để comment dưới nha. Các bạn nào đang xem mà chưa có đăng ký ha, hoặc là chỉ nhấn chuông thì các bạn hãy muốn theo dõi cái hành trình đào hang bắt rắn của anh Giang thì các bạn hãy nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ, nhấn nút chuông bên cạnh. Thì tất cả các thao tác này hoàn toàn miễn phí nha bạn, để đăng ký và nhấn chuông để nhận được những video mới nhất và hấp dẫn từ kênh Săn Bắt TV. Xin một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn nha. Rồi, khuyến cáo anh em là Giang này đã có 20 năm trong nghề, hơn 20 năm trong nghề đào hang bắt rắn. Anh em nào mới biết hoặc là đang học nghề thì đừng có, khuyến cáo anh em đừng nên mạo hiểm, này nghề này rất là nguy hiểm. Vì rắn trong hang không biết rắn gì, độc hay không độc. Anh em hết sức là thận trọng nha. Để mình quay cái khúc này, hang này sẽ chặn ngách không đẳng. Tần đứng đó canh rắn bay ra đầu đầu vớt nha, có kinh nghiệm rồi đó, nó bay xuống ruộng dưới đây ruộng rồi các bạn. Rắn bay bên không. Phải không? Xong rồi. Cùng cái trong hả? Anh lúc trước đào một đập sát đây ra luôn, tới mà không bắt sao ra hả, hết nổi hả? Không phải, đào cột khúc vậy nè mà cái bụng bên ém vô nè, sáng bữa sau lại ông anh đóng lên thấy hai dấu trường ra vậy nè, đào rác lên rác vô sập cái bụng mình chả bà không tâm cảm không ơi. Tới khan dấu nè, làm mũi dao nè, nó cũng rất dài dài đẹp. Nó dài lên luôn hả? Ừ, trả luôn hả? Tết này bự không anh? Tết này con bự không? Thành đó tới từ giờ 7 giờ lại. Hàng này đi kiếm hàng các bạn, anh vô rất quá trời. Cái này giống như dấu đi xuống quá ta, xuống hả? Ừ, thế nè,
lướt ha. Giờ thấy cái đường nó lạnh. Đi xuống anh. Này vậy nó rớt khoảng chục mét hơn các bạn ơi. Lấy thịt ăn giò này cho. Đất nền này có gãy sống nha. Coi ôi lót à. Chỗ này chắc dấu lết này nó mới ruộng nó còn mới hành. Nó mới đi mà. Dấu đi xuống hả? À? Rồi. Chỗ nào có lết mà. Dùng mới nè
vô này vô nè, vô nè. Vô đồ bông nè, đồ bông đi vô nè. Không được nào chạy không có hàn gì gì con này gì vô này hàn còn sáng mà không có là về luôn phải không? Hàng này vô ngọ vô đường nào không có. Ăn trái nè, chặt cú mà chặt cú con nó quất gì dài nè dài nè hả? Ừ. Mày giải hành chứ không phải sát. Chết nhất rồi, chuyện lu su bu. Hôm nay là khổ chạy luôn. Khổ chạy luôn hả? À, đông việc như thần các bạn. Khổ chạy luôn. Chưa thấy con rắn mà nhanh gian nó khổ chạy rồi. Cái đất này nó móc nó bỏ thải lên quách rồi. Thấy nó là lập lỗ, lỗ này đất bùng nó chạy vô đi chứ. Này dấu này hành bự mà anh. Dấu này dấu hành lớn à. Nó đi hàng đất đi bằng tiếng hết á. Thôi nguyên bộ binh trong nè, nó đi về đất nó bằng tiếng luôn, quất gì giải vậy, gì giải đó, thấy không? Ừ. Để lấy cái dâu quất giải,
còn. Trời ơi, con lưỡng này dù dù gì vậy nè. Rồi khỏi chạy, khỏi chạy, giờ nó khỏi chạy nha các bạn. Thôi một bình đâu. Đấy, thấy hai ngách mà anh, có cái ngách nào không? Phải không? Để coi coi. Ê dạ, mẹ vào. Để sỏi này ra em. Thấy được. Thấy được hả? Ừ. Mình lo cái đuôi nha bạn. À, nó đuôi đèn lá thấy nè. Nằm nha bạn. Nó cái đuôi nó đã. Mẹ. Tuốt ở dưới luôn. Đuôi 10 tổ luôn rồi mẹ ơi. Anh này là chọt nó ra ra. Chọt ra. Quá trời đúng không? Ơi, mình cái điện thoại mình có đèn lát mà mấy bữa nay không quay được. Mới phát hiện nha bạn, trời cái đuôi nó bự tổ luôn nè. Đây cho anh Giang chọn nó ra coi nó ra không. Đây con ngắt thì thua thôi thôi chứ mà mình nó hết ngắt là ra. Tuốt trong anh còn đi nữa nè. À rồi còn đi nữa, còn đi nữa bạn ơi. Giang làm điếu thuốc lấy tinh thần nha bạn. Thầy khỏe rồi, nó khỏe rồi, con này cả trên ký ạ. Chân đầu nó thằng này trơn thúy khỏe á, bắt đuôi chà bá luôn. Con này, con này đón không nhầm, con này từ một ký đổ lên nó không dưới.
nồi đậu rồi. Chưa thấy nó ăn. Chưa. Chưa đồng hè. Sắc nó ngay giữa luôn chứ. Sáng giờ đào toàn mấy hàng nó đi không anh Giang? Ừ. Mệt luôn. Thấy con này có lý rồi. Cái hàng này nè. Đó. Nằm. Thôi nó nằm nè bạn ơi. Ồ, nằm dài trong. Gì? Ê, hai con luôn ơi. Hai đuôi. Ê, hai đuôi. Rồi, làm nguyên cặp luôn rồi ơi. Ờ, rút nữa kìa. Rồi, ngon nữa rồi. Lấy được thôi. Đang vô. Nó ăn tay nó ngon rồi. Kì vậy? Thấy rồi, nó tắt rồi. Điện, lỡ giờ. Làm cặp gì đâu đây. Thấy, tự nhiên thấy hai đuôi như nhau anh. Hả? Ừ. Đuôi một cỡ à. Ừ, này hiếm, liếm dữ lắm à. Bữa đào anh Giang chưa có con ký mai trên cái máy á, còn 7-8 lạng không à. Trời ơi, đại ca các bạn ơi. Đó. Đại ca rồi. Đây. Đây em. Rồi. Lạnh lùng các bạn xem nè các bạn ơi. Con này lạnh lùng luôn nè. Đực nè. Hả? Con đực. Con đực ăn chút cho mát anh Giang chỉ các bạn này, con đực cá nha bạn. Con này cỡ ký 2 ạ. Cỡ ký 2 hả? Ừ. Wow, con lạnh lùng. Cho các anh em xem lần nữa coi. Nè. Ôi người cầm tay luôn nha bạn. Cầm tay luôn á chứ không giỡn nè nha. Thấy chưa? À, thấy chưa? Ừ. Này vô rồi anh Giang ơi. Còn con trong dây nữa nè. Rồi nó chui thuốc. Chui thuốc dưới nữa. Còn hả? Ừ. Còn gắn gượng chút đỉnh hả? Rồi xong. Một em nữa. Nè, con này cũng y chang con đó luôn các bạn. Nguyên một cặp song sinh. Con cái. Hả? Cái sao? Con cái nhìn vậy sao anh? Nè, có đực nãy thon nè, con cái nói nè. Cái sao anh? Nè, cái nó đực nó
khác hơn nè. Nó đẻ chưa? Chưa. Con này chưa hả? Này chắc mới bắt cặp quá. Con này mới được trứng non hả? Trứng non hả? Chưa trứng già. Rồi nguyên cặp này. Quá rồi. Bây giờ phía trước nè, mới cây có thành cặp. Trời ơi, nó bự kìa các bạn ơi. Nè, các bạn thấy chưa? Con này nó sống nếu là sống khoảng mấy năm anh? Con này sống cỡ 3 năm. 3 năm hả? 3 năm mới trời được vậy. 3 năm mới được vậy nha các bạn. Rồi sáng giờ đào mệt quá rồi, thôi con cặp này cũng ăn ủi. Rồi về luôn anh Giang. Trưa nắng quá nắng rồi. Gần 2 giờ ta cũng rủ nhậu. Hôm nay mùng 1 tính khai trương kiếm con hay con. Kiểu sáng giờ cũng có gần 2 giờ rồi mới đường cặp này nha bạn. Này hôm nay quá hên. Tính thì về rồi đó chứ. Nhìn Giang thấy cái dấu ngon quá. Rồi chào các bạn nha. Chúc các bạn năm mới ăn khang thịnh vượng nha. Làm ăn phát tài phát đạt. Rồi, xin trân trọng kính chào các bạn nha. Khai trương đầu năm, quá ngon các bạn ơi.